Thanh Phương xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe của chương trình Thành Phố Hôm Nay. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết đơn vị sẽ tiến hành điều chỉnh lộ trình một số chuyến tàu Bắc Nam và tàu ngoại ô Sài Gòn Dĩ An trong thời gian tới. Tàu SE78 có tuyến Hà Nội Nha Trang, Hà Nội sẽ điều chỉnh thành lộ trình Hà Nội Tháp Chàm, Hà Nội. Tàu chạy tuyến Sài Gòn Quy Nhơn, Sài Gòn sẽ điều chỉnh thành Sài Gòn Quảng Ngãi, Sài Gòn. Đối với tàu ngoại ô Sài Gòn Dĩ An, ga vẫn tiếp tục tổ chức chạy 10 đôi tàu. Tuy nhiên, các tàu SBT2 và SE4 chỉ chạy từ ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần. Tàu TN1 và tàu SE25 chạy từ ga Sóng Thần về ga Sài Gòn và ngược lại. Đồng thời, ga chỉ nhận chở xe gắn máy tại các ga Sài Gòn, Sóng Thần, Dĩ An và xe không cần phải rút xăng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo Sở Y tế, các sở liên quan và Ủy ban Nhân dân quận, huyện về việc cho phép các sở y tế công lập tự chủ kinh phí hoàn toàn hoặc một phần được quyết định mua trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao. Đối với việc mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo giao các cơ sở y tế công lập làm chủ đầu tư và thực hiện theo quy định. Đối với 4 dự án mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách tập trung thành phố cho Trung tâm Mua sắm Hàng hóa và Tài sản công của ngành y tế thành phố làm chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Y tế sớm triển khai đấu thầu để nhanh tiến độ thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị y tế chống dịch đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh từ xa kết nối giữa bệnh viện huyện Củ Chi với 11 bệnh viện đầu ngành của thành phố. Thông qua hệ thống hỗ trợ từ xa, khoa cấp cứu của bệnh viện huyện Củ Chi sẽ kết nối với các bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nhi Đồng 1, Từ Dũ, Bình Dân, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Da Liễu, phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp và đa khoa khu vực Củ Chi. Hoạt động này đảm bảo Bệnh viện huyện Củ Chi luôn có thể kết nối với các chuyên gia hàng đầu của các bệnh viện tuyến trên trong trường hợp có các ca bệnh nặng vượt quá khả năng của bệnh viện huyện. Các bác sĩ của các bệnh viện tuyến trên chỉ cần sử dụng thiết bị cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính để bàn, kết nối Wi-Fi 3G, tận mắt xem và đánh giá được tình trạng của bệnh nhân tuyến dưới. Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, tuyến xe buýt số 120 có tên gọi là Hop On Hop Up được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịch vụ xe du lịch nổi tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới như tại London, New York, Singapore, nay đã có mặt tại Việt Nam. Với chi phí 200.000 đồng, hành khách có thể lên xuống bất kỳ ở đâu trong lịch trình của tuyến 120 đã thông tin trên vé. Các điểm đón xe là những địa danh gắn liền với thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bảo tàng lịch sử, Thảo Cầm Viên, Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà. Đặc biệt là hành khách còn có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ xe chất lượng như trên ghế của mỗi hành khách được trang bị một thiết bị thuyết minh cảm ứng đa ngôn ngữ. Ngoài ra, xe cũng được trang bị thiết bị Wi-Fi, du khách gắn tai nghe thuyết minh hay là nghe nhạc tùy ý. Các chuyến xe phục vụ khách có từ 35 đến 45 ghế, bắt đầu khởi hành từ 8 giờ đến 20 giờ 30 phút mỗi ngày và cứ 30 phút sẽ có một chuyến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục Sống Vui Sống Khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình.